Chipu xuất sắc giành chiến thắng hạng mục nghệ sĩ có hoạt động nổi bật tại WeChoice Awards 2023. Chipu không khỏi xúc động khi nhận được giải thưởng ý nghĩa tại WeChoice Awards 2023, đánh dấu cột mốc mới sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Tối ngày 27 tháng 1, giải thưởng WeChoice Awards 2023 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Dám đam mê, dám rực rỡ, gala sự kiện mùa 8 vinh danh những gương mặt truyền cảm hứng, có những hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực suốt năm vừa qua. Tại hạng mục nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, ca sĩ Chipu đã có chiến thắng đầy thuyết phục. Trên sân khấu lễ trao giải, nữ ca sĩ không khỏi xúc động khi nhận được giải thưởng ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau 15 năm, Chi đứng ở đây cầm chiếc cúp của WeChoice và nhìn lại cả hành trình đấy, Chi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Đặc biệt cảm ơn WeChoice luôn là người bạn đồng hành, luôn cho Chi biết rằng tất cả những gì chúng ta cống hiến và lao động một ngày nào đó tất cả các khán giả ghi nhận và công nhận. Chipu là một trong những gương mặt giải trí nổi bật ở WeChoice Awards 2023. Ngay từ giai đoạn đầu mở cổng bình chọn, giọng ca Đóa Hoa Hồng đã nhanh chóng chiếm ưu thế khi giành vị trí dẫn đầu và giữ nguyên top 1 đến khi cổng bình chọn kết thúc.